rồi mình cho các ông lên hết thì gồm nói cho nó đã cho mấy bà nghe. Đây mời ông. Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Quốc Toản ạ. Dạ con, dạ con 40 năm tuổi ạ. Dạ con bị viêm đa khớp siêu vi mà con nằm mấy năm mà con đến Chúa, đến cha con được khỏi ạ. Và con được ơn thứ hai nữa. Con bị như vậy là bao nhiêu năm? Dạ 3-4 năm này ạ. Dạ con được ơn thứ hai là con là uống rượu nghiền luôn, nhưng mà con uống rượu thay nước đó. Mà con xuống dưới cha là con giờ con bỏ rượu được rồi ạ. Hallelujah. Anh uống rượu bao nhiêu năm rồi? Nói chung con uống nhiều lắm ạ. Bao nhiêu năm? Cũng con không nhớ được mà từ nhỏ rồi nha cha. Từ nhỏ? Vâng. Mỗi ngày như uống chừng bao nhiêu lít? Nhiều nó con không nhớ được, nó uống suốt ngày nha cha. Uống mà uống suốt ngày, uống thay nước, uống từ nhỏ, nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 40 năm tuổi ạ. Anh chị em có thể tưởng tượng được không? Ta gọi là ma men được. Là con ma chứ không phải là con người. Con ma nó quấn vào con người. Ta thấy có thứ hai, thứ ma gọi là ma túy và ma men. Những cái thứ đó là ma, là sức mạnh của ma quỷ, nó quấn hút con người ta khó mà bỏ được lắm. Vậy mà anh đến đây anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà anh đã bỏ được cái con ma men đó, mà anh uống từ nhỏ mà uống thay nước, thì anh chị em nghĩ thế nào mà hôm nay còn béo tốt khỏe mạnh như thế này mà không gan mà không cháy gan cháy phổi là còn ơn lạ lắm. Rồi còn tiếp tục. Dạ thì thưa cha con hết rồi, nhưng mà con còn một cái đứa cháu kia, nó đang ở dưới mà nó bị 6 tuổi rồi, con hay bế lên cha đó, là nó đi không được mà từ hồi giờ nó đi lên cha là nó đi được, mà muốn đến làm chứng ạ. À bế con lên nha, con em nè. Anh chị em ở bên ngoài cứ để cái điện thoại như vậy cho nó sáng để mọi sự nó được an toàn. Rồi chúng ta dừa hết điện thoại, bật hết lên thử coi. Thắp sáng lên điện thoại di động, có ai có điện thoại di động cho nó sáng hết lên coi. Lung linh lung linh, lung linh lung linh, lung linh lung linh, thắp điện thoại di động hết lên. Ai có điện thoại di động để nó sáng lên coi. Ai có điện thoại di động cho hết đèn lên coi. Cho đèn lên, cho đèn lên, cho đèn lên. Cho đèn lên, ai có điện thoại di động thắp sáng lên. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Ai có điện thoại di động nữa bật sáng lên. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay bao nhiêu mưa mây mù dằm lối. Tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình người. Lắc lên! Hallelujah! Nào các bạn giữ điện thoại di động cao lên. Hallelujah! 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 Thấy những ánh điện thoại đẹp lắm thưa anh chị em. Rồi bây giờ đây là đứa bé mà được ơn để con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, con là Trần. Thưa cha, con là Trần Thị. Con là Trần Thị Lệ Trang, mẹ của Lê Thị Mỹ Kiều. Nhà con ở giáo xứ Rút Xích Keo Xứ Cá. Tời con của con bẻ ra là bị tim bẩm sinh, không đi không đứng được 6 tuổi.
Thì 6 tuổi con đi đông lên lần đầu, thì lần thứ hai con bắt đầu đứng lên đi. Thế là tháng con vẫn đi lên đây, nhưng giờ cháu con bị mổ tim, bác sĩ cho chỉ định là mổ lần hai, nhưng con quyết định không mổ để con đi cầu lòng thương xót Chúa. Anh bé cao lên, bé cao lên cho mọi người thấy, bé lên, con bé lên, bé cao lên. Hallelujah! Điện thoại di động, bé cao lên điện thoại di động. Hallelujah! Hallelujah! Đây là một đứa bé 6 tuổi mà nó đã không đi đứng được. Dạ, không đi đứng được, cũng không nói được, nhưng đi 2 tháng bây giờ cháu đã đi quanh hết được rồi. Và bây giờ thì đã đi loanh quanh và đã cử động được rồi. Còn ông này thì là ma men, nó quấn ông cũng không đi đứng được luôn. Đây, gửi tặng trong cái máy 365 bài giảng nha, có chưa? Con ngày nào con gặp cha rồi này, con xin về cho mẹ con thôi. Dạ. Rồi còn con, đây là cái máy 365 bài giảng để tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con với cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Hallelujah! Chúng tôi muốn mời một người